Tấn Tài mình xin chào các bạn nha. Thì trước nhất Tấn Tài mình cũng chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng nha các bạn. Thì xin kính chào tất cả các anh em, nói chung là mới chơi cu thì mình cũng chia sẻ nha. Còn cái vấn đề mà mấy anh em mà chơi sành sỏi rồi thì mình không có chia sẻ nha các bạn. Mình không, tại vì mình cũng mới vừa tập chơi thôi các bạn. Thì đây các bạn, mình cũng ra ngoài tiệm mình lựa cu bổi với các bạn. Lựa cu bổi mình mua, mình không có mua cu của anh em ta chơi sẵn nha, ta nuôi sẵn nha. Mình thích ra mình lựa mấy con cu bổi về nhà mình chơi. Thì theo kinh nghiệm của mình chơi thì mình có sư phụ dạy thì mình biết, mình chia sẻ lại các bạn nha. Thì các bạn muốn lựa một con cu bổi sao để cho nó đem về, nói chung là 70-80% là chơi được nha các bạn. Chơi được tướng tá dốc dáng, chơi được nha các bạn. Nó vẫn còn hơi nhát nha các bạn. Thì đây, các bạn thấy con này có bự con không? Con này là đồng gặt nha các bạn. Con này là đồng gặt nha các bạn. Thì các bạn chim cu thì nó khó lựa, vấn đề chống máy lắm các bạn. Thì nói chung là mình lựa cũng gần 80% các bạn. Thì mình ra ngoài kia, mình ra ngoài ngoài mình lựa là được cán nó lớn nè các bạn, cán lớn mà dài. Đây. Với hai nữa, mấy cái chân này các bạn, nó có mấy cái nù nù nè. Đó, mấy nù nù là mình lựa chắc chắn là chống rồi các bạn. Với mỏ lớn nè, dài nè. Đầu bự nè các bạn. Tướng bự con các bạn. Thì các bạn lựa cu, các bạn lựa gì thôi. Đó. Còn vấn đề mà cồm thì cồm nhuyễn đẹp nha các bạn. Đây. Tại cái con này con bổi á, nó cũng vẫn còn sơ sát các bạn. Đó. Các bạn mới biết chơi cu thì các bạn lựa sao, nó đơn giản thôi. Nhất là các bạn lựa bự con. Hai nữa đó là đây, cặp cán bự dài. Ba nữa là mấy cái móng các bạn, móng cẳng đó các bạn nè. Móng cẳng thì những cái móng giữa này nè, nó dài hơn hơn hai cái móng hai bên nha các bạn. Với những cái móng thới này nó cũng dài. Chân nó dưới là nó cũng nè. Đây các bạn. Đây nó có những cái cục này nè, nó cục nó cái nù nó bự hơn nha các bạn, là chắc chắn là chống. Mà các bạn cầm nó tròn tay nữa. Thì các bạn chơi con cu, các bạn lựa con cu càng lớn con càng tốt các bạn. Mỏ lớn. Sừng đỏ. Ơi. Với hai à, các bạn bắt con cu lên á. Các bạn lựa cái cầm con cu nè các bạn. Nè, các bạn cầm con cu rồi nè. Các bạn trong cái người nó nghe cụp 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 cụp, nó nghe rào 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 trong người đó các bạn. Là nó chiếm tỷ lệ chống 80% các bạn. Thì các bạn, mình đang có hai con cu trống. Đây, con này con trống nữa các bạn. Con này con trống nữa các bạn. Đây con mái nè, mình cũng đang tuyển con mái đẹp lắm các bạn. Để dành mình chơi nha các bạn. Để dành mình tính là coi hai con trống này
Đây con, đây con trống với đây con trống nè các bạn. Rồi con nào nó chịu với con mái là mình sẽ ép đẻ nha các bạn. Thôi mình cũng có một chút chia sẻ nhỏ nhỏ gì các bạn xem. Hay cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Xin kính chào các bạn. Tạm biệt bạn, gặp các bạn video sau.